Ba nhà khoa học là William C. Campbell của Ireland, Satoshi Omura của Nhật Bản và Yo-Yo Tu của Trung Quốc vừa giành được giải thưởng Nobel Y học 2015 nhờ vào thành tựu nghiên cứu ra loại thuốc mới chống các bệnh ký sinh trùng. Cụ thể, hai nhà khoa học William C. Campbell và Satoshi Omura đã phát triển thành công loại thuốc mới mang tên Ivermectin giúp điều trị bệnh mù song, River Blindness, dung chỉ bạch huyết, Lymphatic Filariasis và chân voi Elephantiasis. Ivermectin được tìm ra trong khi hai nhà khoa học tiến hành nghiên cứu các hợp chất từ vi khuẩn đất. Giáo sư Jane Addison, thành viên Ủy ban Nobel nhận định, thành tựu này mở ra hy vọng loại trừ được bệnh mù song và chân voi trên thế giới trong vòng 10 đến 50 năm nữa. Bây giờ chúng ta có thêm hy vọng có thể loại bỏ được cả hai bệnh mù song và chân voi trong vòng 10 đến 50 năm tới, vô hiệu hóa sự ảnh hưởng của chúng đối với dân cư tại châu Mỹ, vùng cận Sahara và Nam Á. Trong khi đó, bà Yoyotsu là người tạo ra Artemisinin, loại thuốc giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong của bệnh sốt rét trước khả năng điều trị suy giảm của hai loại thuốc Chloroquine và Quinine hiện thời. Bà đã nghiên cứu các loại thảo dược truyền thống và dẫn đến sự ra đời của Artemisinin.